Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ tư ngày thành lập câu lạc bộ thơ Facebook Yên Bái 16 tháng 9 năm 2017, 16 tháng 9 năm 2021, Ban biên tập Chân dung bản thơ xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến câu lạc bộ. Chúc câu lạc bộ thơ Facebook Yên Bái ngày càng phát triển, duy trì tốt sân chơi cho các bạn thơ cả nước hướng về Tây Bắc. Nhân dịp này, chúng tôi mời quý vị và các bạn sống lại thời khắc thành lập trang thơ tại Thác Bà qua bài ký của nhà văn Tiến Nhân. Bài thơ chúc mừng của biên tập viên Nguyễn Thu Hải. Nhớ Thác Bà. Người trình bày, biên tập viên, nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng. Video, nhà thi ảnh, biên tập viên Trịnh Ngọc Dung. Ngày lên hồ Thác Bà năm xưa, bao nhiêu kỷ niệm như vừa hôm qua. Tay em nâng gọi từ xa, dìu anh nhân bước trèo qua. Cái ngày ấy là đầu tiên mà không bỡ ngỡ, chẳng phiền lạ quen. Con thuyền lướt giữa mênh mang, nhấp nhô đảo nhỏ non xanh ngát trời. Thủy tiên nằm đó bao đời, chờ ta mấy kiếp nghẹn lời nói ra. Những tia thạch nhũ trắng ngà ẩn mình trong tôi chứng ngàn kỳ nguyên. Giữa trưa chân bước xuống thuyền, leo lên nếp bàn sàn nghiêng mai hồi. Anh em ta lại cùng ngồi, rượu cần vít cạn năm sôi mấy màu. Trước khi ta bước xuống tàu, chụp vài tấm ảnh đời sau làm bằng. Rọ tôm mấy túm buộc ràng, mà sao không chút họ hàng vẫn thân. Chiều về lui chậm bước chân, ngoảnh sau thủy điện đang dần trôi xa. Một lần mà nhớ tới già, cái ngày Facebook gọi là đầu. Âu là như một cái duyên, hơn năm sau đó ba miền về thăm. Trang thơ ra mắt một đêm, giữa miền Tây Bắc vang rền lời ca. Từ nôi sóng nước Thác Bà,
trang thơ ta đã ngân nga mọi vùng. Năm nay Covid tứ tung, kỷ niệm trực tuyến ta dùng online. Sang năm đến mãi sau này, chẳng quên cái thuở những ngày bên nhau. Tình mình giữ trọn mai sau, dù sang kiếp khác vẫn sâu.